mình là nhà nó đưa xe bọc thép vào đường về nó thả mất tiêu luôn đấy. Đường chính phủ mình nó như thế. Nó gọi là công sản ấy. Có nhiều đưa cho ngoài ra tận biển Đông cho thả coi như cho cá mọc ăn cho tiêu hẳn đi. Liệt sĩ vô danh luôn. Nó gọi là đưa biển Tích á. Mang tên coi như là ấy. Bây giờ là nói cái gì thì nói thì cũng phải nói đến Bác Hồ. Đấy. Nói gì thì nói cũng phải từ Bác Hồ chứ ta. Nào. Tiêu rồi bây giờ xong nói gì nói xong nó rút ra đi.